Thái tử phi và thái tử đi dạo thanh lâu, đúng lúc gặp được nàng đang chuộc thân cho chính mình. Nàng ta khinh miệt đầy mặt: các hoa khôi cổ đại của các người cũng chỉ có thế mà thôi. Biết nàng muốn chuộc thân, nàng ta lập tức đưa chi phiếu 5.000 lạng bạc cho tú bà. Đã là hoa khôi rồi còn chuộc thân làm gì nữa, hôm nay ta mời khách cũng để hồng tú cô nương thưởng thức hương vị của nam nhân. Vì bị thái tử phi trêu đùa, hồng tú không chỉ mất tự do mà còn bị ép đi tiếp khách. 3 tháng sau, hồng tú mắc bệnh giang mai, bị tú bà thiêu sống. Thái tử phi nói bệnh này rất bẩn, chỉ có thể dùng lửa để trị. Mở mắt lần nữa, thái tử phi đang nắm tay thái tử, vừa mới bước vào cửa lầu hồi xuân. Hồng tú vốn là hoa khôi trong lầu hồi xuân, sắc đẹp áp đảo quần phương, chỉ bán nghệ không bán thân. Để giữ gìn thể diện và trong sạch của mình, hồng tú tính chuộc thân cho mình. Từ khi nàng bắt đầu có ký ức, hồng tú chưa từng phung phí một đồng bạc nào. Cuối cùng, sau 10 năm tích cóp khổ cực, hồng tú đã gom đủ tiền chuộc thân. Nhưng kiếp trước, sau khi thái tử và thái tử phi vừa xuất hiện, chỉ trong chốc lát, cuộc đời nàng bị hủy hoại. Nhìn hai người trước mắt đột nhiên xuất hiện, hồng tú không chút do dự trốn khỏi đài cao, sau đó không quay đầu lại, vội vàng trở về phòng mình. May mắn thay, kiếp này hai người bọn họ còn chưa nhìn rõ khuôn mặt của nàng. Nhìn thấy những kẻ đã hại mình kiếp trước, hồng tú lập tức như hồn vía lên mây, cả người run rẩy. Sau khi Lưu Mama phát hiện, không nói không rằng rồi đến phòng nàng, hỏi nàng có phải không khỏe không. Hồng tú cố tỏ ra ốm yếu, nói rằng mình nhớ nhà nên lo lắng không đợi được, muốn ngày mai về nhà, muốn rời khỏi lầu hồi xuân ngay lập tức để tránh biến cố xảy ra. Ngoài tiền chuộc thân, hồng tú dâng hết mọi vàng bạc tài sản đều đưa cho bà ta cả. Nhìn nàng khóc thảm thương đau lòng, điềm đạm đáng yêu, Lưu Mama im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn nhận dương báo của nàng, tự tay đốt bỏ hợp đồng bán thân của nàng. Trước khi đi, bà đưa cho nàng một túi bạc, chân thành nói với nàng: hồng tú à, trong số các cô nương, con luôn là đứa ngoan nhất, hiểu chuyện nhất, sau này nếu không còn gặp lại, con phải ăn uống đầy đủ, xa rời đàn ông, núi cao đường xa, chỉ mong bảo trọng. Nghe lời bà, hồng tú cố nén nước mắt, tranh thủ lúc không ai chú ý, lặng lẽ rời khỏi lầu hồi xuân bằng cửa sau. Sáng sớm hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, hồng tú mặc một bộ đồ đơn giản đến trước cửa Đông Cung. Tuy nhiên, muốn thành công xâm nhập vào Đông Cung đâu có dễ. Khi nàng đang đau đầu suy nghĩ, đột nhiên lóe lên ý tưởng có thể giả vờ bán thân chôn cha. Thế là hồng tú làm ra vẻ đau buồn, quỳ trên con đường đông đúc ngoài Đông Cung. Hoàng đế đương triều thích thanh tu, không thích ồn ào náo động. Thêm vào đó, vị thái tử tiền triều đã bị thoái vị ở Đông Cung, vì vậy triều Đông Cung này đặt ở vườn ngự uyển ngoài cung. Quả nhiên không ngoài dự đoán, quản gia Đông Cung thấy nàng xinh đẹp động lòng người, lại lanh lợi ngoan ngoãn, lập tức quyết định mua nàng. Cứ như vậy, hồng tú như nai con rón rén bước vào Đông Cung Đại Hà, trở thành một nha hoàn quét dọn không ai biết đến, để tránh thu hút sự chú ý của người khác, đặc biệt là thái tử phi. Mỗi sáng khi thức dậy, hồng tú đều dùng màu son đỏ điểm đầy mụn trên mặt. Trong lúc trò chuyện với hạ nhân, hồng tú biết được chuyện tình duyên của thái tử và thái tử phi. Thái tử phi là tiểu thư nhà thái phó đương triều Thẩm Tiêu, nàng ta vốn có tri thức, hiểu lễ nghĩa, khí chất cao quý, nhưng tại tiệc xuân vô tình rơi xuống nước, sau khi tỉnh lại như biến thành người khác. Không chỉ mở miệng nói người cổ đại các người thật lạc hậu, còn nói những mà người ngoài không hiểu, như là gì mà trai trẻ, trứng cuộn, nấm hương xào, livestream, YYDS, mọi người trong nhà đều vô cùng cạn lời. Người chăn ngựa quét dọn chuồng ngựa nói những điều này còn đỡ, kỳ lạ hơn là người kinh thành đều nói nàng ta dịu dàng điềm tĩnh, hiền thục mỹ đức, nhưng sau khi rơi xuống nước, nàng ta biến thành một con điên, không biết tôn ti trật tự, gọi thẳng tên của thái tử. Một nha hoàn quét dọn vừa quét sân vừa thì thầm lẩm bẩm, điều đó có sao đâu, ai bảo thái tử thích nàng ta chứ. Phải nói một điều là thái tử phi này thật sự rất có thủ đoạn, có thể nắm thái tử trong lòng bàn tay. Một nha hoàn khác nói tiếp, còn không phải à, chỉ nói chuyện đêm hôm trước thôi, tiếng động của hai người họ lớn lắm, gọi nước tận 7 lần, làm chúng ta mệt chết đi được, cả đêm đều không ngủ được. Nghe cuộc trò chuyện của họ, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, lộ ra một chút chế nhạo không dễ nhận thấy. Bất kể cô gái này đến từ đâu, hoặc cái gọi là cổ đại mà nàng ta nói đến thực sự có nghĩa là gì, nhưng đã sống ở đây, nàng ta phải tuân thủ quy tắc và lễ nghi hiện tại, cứ buông thả như vậy nhất định sẽ phải trả giá đắt. Bây giờ thái tử thấy nàng ta mới lạ, mới để nàng ta gọi thẳng tên, không quan trọng lễ tiết, nhưng sự mới lạ rồi cũng sẽ qua. Hơn nữa hoàng quyền vẫn là hoàng quyền, không ai có thể thách thức tôn nghiêm của hoàng gia, trừ khi nàng ta chán sống rồi, đến lúc đó nợ cũ nợ mới chỉ sợ sẽ tính một lượt. Chẳng bao lâu, khi nàng đang chờ đợi cơ hội trong lo lắng, trời không phụ người có lòng, cuối cùng nàng có được một cơ hội tuyệt vời để tiếp cận thái tử. Gần đây cơ thể thái tử phi không khỏe, không cẩn thận bị cảm lạnh, nghe nói còn bị ho, có triệu chứng lây nhiễm, không thể hầu hạ thái tử. Thái tử phi khăng khăng rằng nàng ta cần cách ly, đuổi thái tử đến thư phòng. Gần đây thời tiết nóng bức khó chịu, sau khi thái tử dùng cơm trưa xong, thái tử sẽ đến hậu hoa viên ngắm sen để giải nhiệt hóng mát, và hôm nay thái tử đúng lúc lẻ loi một mình, vì vậy sau khi ăn trưa xong, hồng tú cố ý đến hồ sen sau núi giả. Lúc này mụn đỏ trên mặt nàng cũng đã rửa sạch. Hồng tú cúi đầu, tay cầm một bình trà thơm, cẩn thận đi về phía thái tử. Khi đi ngang qua thái tử, hồng tú giả vờ trượt tay làm đổ bình trà, nước trà lập tức đổ ra làm ướt chiếc áo dài sang trọng tôn quý của thái tử, nửa thân trên của nàng cũng bị nước trà làm ướt, tóc cũng xõa ra, cung trang màu hồng dính chặt vào ngực nàng, quần áo ướt đẫm gợi lên đường cong tròn trịa, ẩn hiện mơ hồ, khiến người ta tưởng tượng sâu xa. Tóc dài rối tung ướt đẫm rủ xuống cổ, thỉnh thoảng có vài giọt trà chảy xuống theo tóc. Hồng tú run rẩy quỳ trên mặt đất,
như một con thỏ trắng tội nghiệp, đôi mắt đào hoa quyến rũ, lúc này lại đầy sợ hãi và yếu đuối, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đúng lúc chạm vào ánh mắt của thái tử, Hồng Tú lập tức đỏ cả vành mắt, nước mắt cứ từng giọt rơi xuống, ngay sau đó, Hồng Tú vội cúi đầu, liên tục dập đầu cầu xin, nô tỳ đáng chết, xin điện hạ thứ tội, nô tỳ không cố ý mạo phạm, chỉ là sơ suất nhất thời, xin điện hạ tha thứ cho nô tỳ. Lúc này, thái tử cách nàng không xa, ngửi thấy hương hoa nhài nhẹ nhẹ từ tóc nàng, hắn hít một hơi sâu, ánh mắt tối lại không rõ, ngươi tên gì? Nô tỳ tên là Hồng Tú. Thái tử đưa tay đỡ nàng đứng dậy, khi vạt áo trước ngực nàng vô tình chạm vào hắn, ánh mắt hắn lập tức trở nên nóng bỏng, hơi thở cũng gấp gáp. Hồng Tú trong lòng vui mừng, ở Thanh Lâu 10 năm, đàn ông là thứ quỷ gì? Đương nhiên nàng hiểu rõ, người ta thường nói, không có được mới là tốt nhất, chỉ có lúc gần lúc xa, nửa đẩy nửa kéo, mới khiến đàn ông ngày đêm mong nhớ, mất hồn mất vía. Nghĩ đến đây, Hồng Tú cố ý giả vờ e lệ xấu hổ, chậm rãi cúi đầu phục tùng, nhẹ nhàng vò vạt áo. Ngay sau đó, Hồng Tú bỗng nhiên trượt chân, sắp ngã. Thái tử thấy vậy, vội đưa tay đỡ nàng, nhân cơ hội nắm chặt tay nàng, ngươi làm sao vậy, có bị thương không? Mắt nàng đầy hoảng sợ, giả vờ sợ hãi giật tay ra, sợ hãi nói, điện hạ xin người buông tay, cứ thế kéo kéo đẩy đẩy với nô tỳ, nếu bị thái tử phi nhìn thấy, nô tỳ chỉ sợ không thấy được mặt trời ngày mai mất, ta chỉ đỡ ngươi một chút mà thôi, dù bị thái tử phi nhìn thấy thì đã sao nào. Nghe lời này, Hồng Tú khẽ mỉm cười, không hề đáp lại mà trực tiếp quay người rời đi, không thèm quay đầu lại. Tàm hoa khôi 10 năm, khi nào mềm mại yếu ớt, khi nào quyến rũ mê người, khi nào muốn nói lại ngại. Đương nhiên nàng hiểu rõ, khi đến góc rẽ, Hồng Tú lén quay đầu, ném cho hắn một nụ cười quyến rũ động lòng người. Nhìn thái tử đứng ngẩn người nhìn theo bóng lưng nàng, Hồng Tú quay người, khóe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười lạnh, con cá lớn này xem như đã mắc câu. Tối đó, thái tử phi Thẩm Tiều giận dữ đến, Thẩm Tiều ngang ngược đẩy cửa bước vào, Hồng Tú vừa tắm rửa xong, nhìn nàng ta đầy giận dữ, lòng nàng đột nhiên lo lắng, phải chăng nàng ta đã thấy mình ở bên hồ sen hợp thiên cùng thái tử? Ánh trăng như nước, lụa đỏ tràn xuống từ cửa sổ, trên bàn trang điểm đặt một chiếc bình hoa lưu ly, trong bình cắm mấy đóa phù dung, mái tóc dài 3000 sợi của nàng rủ xuống đất, gió nhẹ thổi qua, tóc bên mai nhẹ nhàng bay theo gió. Cởi cung trang ra, Hồng Tú mặc bộ quần áo ngủ bằng lụa màu trắng bạc. Đây là bộ đồ ngủ mà nàng thích nhất, khi còn ở lầu hồi xuân, mặc vào mùa hè là thoải mái mát mẻ nhất. Dưới ánh trăng, lụa bạc lấp lánh, nhìn nàng chậm rãi chải tóc, thanh tĩnh bình thản, dung mạo tĩnh lặng của nàng khiến trong mắt Thẩm Tiều lóe lên sự ghen tị và tức giận. Đôi tay hơi run rẩy, nàng ta đột nhiên xông tới, bóp chặt cổ nàng, gào thét lớn, tiện tỳ, bản cung chỉ bệnh mới vài ngày, mà ngươi đã tranh thủ cơ hội quyến rũ thái tử, quả nhiên là hồ ly tinh, là bản cung lơ là, người đâu, lấy roi ngựa cho bản cung. Quả nhiên, mọi chuyện bên hồ sen của nàng và thái tử bị kẻ cố ý nhìn thấy, không nghe lời nàng quỳ xuống giải thích, hạ nhân nhanh chóng mang roi ngựa đến, roi ngựa đầy những gai nhỏ, trên đó còn dính vết máu chưa khô, chỉ sợ một roi quất xuống, lập tức sẽ rách da chảy máu, lưng nàng lập tức ướt đẫm mồ hôi. Thẩm Tiều nhận lấy roi, khóe miệng nở một nụ cười lạnh, từng bước áp sát nàng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nghĩ đến cảnh kiếp trước nàng ta và thái tử tình nồng ý mật, Hồng Ngũ bỗng nhiên có ý tưởng. Ngay sau đó, lúc thái tử phi và thái tử ân ái, nàng ta cố gắng chiều lòng, còn nàng đã ở trong Thanh Lâu 10 năm, dù là kỹ nữ trong trắng, nhưng đã thấy nhiều chuyện này rồi, nhìn là biết nàng ta tìm mọi cách lấy lòng thái tử, nhưng tài nghệ lại không bằng người. Nghĩ đến đây, Hồng Tú ngăn tay Thẩm Tiều sắp ra tay, nhẹ giọng nói với nàng ta, thái tử phi, người hiểu lầm rồi, nô tỳ đã có người trong lòng từ lâu rồi, tuyệt đối không có bất kỳ mộng tưởng nào với thái tử. Để chứng minh nô tỳ tuyệt không có lòng khác, nô tỳ cầu xin thái tử phi cho nô tỳ một cơ hội, để nô tỳ giúp thái tử phi giữ ân sủng. Nghe lời nàng nói, thái tử phi như nghe được chuyện cười, nàng ta cười lớn, chỉ bằng một ả nô tỳ như ngươi cũng dám chỉ dạy bản cung cách hầu hạ thái tử à? Bản cung rõ hơn ngươi. Nhưng thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc, không giống nói dối, thậm chí yêu cầu mọi người quay lưng lại, nàng ta do dự một lát rồi gật đầu, ngươi đã nói vậy, bản cung cũng không ngại nghe thử. Nỗi lo lắng ban nãy lúc này mới gác lại, thấy mọi người quay lưng lại, Hồng Tú mới cẩn thận mở chiếc dương, lấy ra một mảnh lụa mỏng bên trong. Trong ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Tiều, Hồng Tú chậm rãi mở tấm lụa ra. Tấm lụa này là đồ ngủ màu đỏ mà Lưu Mama cất giữ nhiều năm trong lầu hồi xuân. Mấy năm trước, Hồng Ngũ rất yêu thích nó, không chút do dự mua nó. Thiết kế cắt may của nó thật tuyệt, đường cắt ở ngực có thể hoàn hảo tôn lên thân hình yểu điệu của nữ tử. Thiết kế lưng hở càng làm tôn lên vẻ đẹp mơ hồ của lưng nữ tử. Trong bộ đồ ngủ có một phần chỉ vàng mỏng, trong ánh lửa nến chập chờn phát ra ánh sáng nhẹ, tôn lên làn da trắng mịn của nữ tử, cực kỳ cuốn hút. Dây lưng có tua rua trên eo, đính đầy những viên ngọc nhỏ lấp lánh, quyến rũ động lòng người, càng thêm phần quý phái tao nhã. Thẩm Tiều vừa thấy bộ đồ ngủ này, lập tức kinh ngạc đến há hốc miệng, nàng ta liền chụp lấy bộ đồ ngủ, kinh ngạc mở miệng, trời ơi, cổ trang tinh xảo như vậy là của ngươi à? Hồng Ngũ mỉm cười gật đầu, kéo nàng ta đến trước gương đồng, đặt bộ đồ ngủ trước mặt nàng ta. Thái tử phi, nô tỳ nguyện nhường lại bộ đồ ngủ này để bày tỏ lòng trung thành của nô tỳ với Đông Cung và với người. Xin thái tử phi yên tâm, dù nô tỳ có chết, nô tỳ cũng tuyệt đối không làm chuyện gì có lỗi với người. Nhìn nàng ta vui mừng hớn hở vuốt ve bộ đồ ngủ, Hồng Tú khẽ thì thầm bên tai nàng ta, thái tử phi, nô tỳ có họ Hạt Sa mở một Thanh Lâu, từ nhỏ đã thấy họ dạy chuyện ân ái nam nữ, nếu cần nô tỳ có thể mời một cô nương đến giúp người và thái tử thêm hài hòa, khiến thái tử không thể rời xa người.
Nghe lời nàng nói, nàng ta lập tức đỏ mặt, khẽ nói thầm, người cổ đại các người đều thẳng thắn như vậy à, sao khác xa với tưởng tượng của ta thế? Thấy nàng khó hiểu, nàng ta phất tay, khẽ nói với nàng, không có gì, cảm thấy rất thú vị, để bản cung suy nghĩ thêm rồi tính, muốn xem trong hồ lô của các người có bán thuốc gì. Nhìn vào bộ đồ ngủ này, hôm nay ta tha cho ngươi. Ta lấy bộ đồ ngủ này, nhìn bóng dáng nàng ta rời đi, Hồng Tú vừa cúi đầu kính cẩn, lập tức thu lại nụ cười, rồi tỏ vẻ lạnh lùng, Thẩm Tiêu, ngươi chắc chắn sẽ trở lại. Vài ngày sau, Hồng Tú gặp lại Thái Tử Phi, sắc mặt nàng ta tốt hơn nhiều thật. Thấy nàng ta đến, Hồng Tú vội buông việc đang làm khỏi tay, hành lễ thỉnh an với nàng ta. Vừa gặp nàng, nàng ta liền nắm lấy tay nàng, ánh mắt hiện lên một chút đỏ ửng. Bộ đồ ngủ này rất tốt, bà hoàng hậu già kia còn vốn định đưa hai chắc phi vào Đông Cung. Ngươi không biết đâu, Thái Tử là con trai cưng của mẹ, cái gì cũng nghe mẹ hắn hết. Nhưng mấy ngày nay Thái Tử bị ta mê hoặc không chịu nổi, thậm chí còn xin hoàng hậu từ chối nạp chắc phi, nói muốn một đời một kiếp một đôi người với bản cung. Dù nàng không hiểu con trai cưng của mẹ trong lời nàng ta có nghĩa là gì, nhưng nàng đoán được ý của nàng ta. Thấy nàng thật lòng vui mừng vì nàng ta tỏ vẻ đắc ý, sau đó lặng lẽ hỏi nàng, thấy ngươi có vẻ trung thành đấy, chuyện nam nữ ân ái mà ngươi nói lần trước, bây giờ bản cung đã nghĩ thông suốt rồi, mau lặng lẽ đưa người vào đây, các người ở đây thích văn vẻ nhất, bản cung muốn học phải nhanh chóng giữ chặt trái tim Thái Tử. Nghe lệnh nàng ta, Hồng Tú giả vờ tỏ vẻ khó xử, dù sao nếu nàng tự ý làm chuyện này sẽ tỏ ra có mưu đồ, nhưng nếu nàng ta cầu xin nàng, Hồng Tú có thể dành thêm nhiều lợi thế cho mình, ví dụ như cơ hội gần gũi hầu hạ Thái Tử và Thái Tử Phi. Thấy nàng ta lộ vẻ không vui, mắng nàng vài câu, lúc này nàng mới chậm rãi mở miệng, lời Thái Tử Phi nói nô tỳ không dám không tuân, chỉ là chuyện này nếu bị Thái Tử hoặc người ngoài phát hiện, e rằng sẽ thành trò cười bất lợi cho Thái Tử Phi. Nghĩ đi nghĩ lại, nô tỳ có một ý kiến, nếu ta và cô nương dạy học đều là nha hoàn thân cận của người thì sẽ dễ giải quyết hơn, nhưng mà cô nương dạy học không thể ở lại Đông Cung, chỉ bằng cứ cách mỗi hai ngày mời nàng ấy đến cung điện xa nhất của Đông Cung, nô tỳ sẽ canh giữ bên ngoài, người thấy thế nào? Nghe lời nàng nói, Thẩm Tiêu lập tức kích động, nhưng ngay sau đó nàng ta buông tay nàng ra, trong mắt hiện lên chút nghi ngờ, hóa ra ngươi đã nghĩ kỹ từ lâu rồi, chẳng lẽ ngươi đang có mưu đồ gì? Hồng Tú khẽ mỉm cười, lấy một túi tiền mỏng từ trong tay áo ra, đương nhiên nô tỳ có lòng riêng rồi, nô tỳ chỉ cầu Thái Tử Phi ăn thịt, có thể để lại ít canh cho nô tỳ cùng Thái Tử Phi hưởng vinh hoa phú quý, chính là mưu đồ riêng của nô tỳ. Nghe lời nàng nói, lúc này nàng ta mới hài lòng gật đầu, như đùa mèo chó mà vỗ vai nàng, ừ, ta hiểu rồi, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, ở chỗ chúng ta cũng như vậy, chuyện này giao cho ngươi làm, nhớ kỹ phải nhanh, có sự đồng ý của Thẩm Tiêu, Hồng Tú được tự do ra vào Đông Cung. Đêm đó Hồng Tú lặng lẽ đến lầu Hồi Xuân. Vài ngày sau, một chiếc kiệu nhỏ không đáng chú ý dưới bóng đêm được đưa vào Đông Cung, lợi dụng lúc Thái Tử được triệu vào hoàng cung không về Đông Cung, Thẩm Tiêu mới có thời gian và cơ hội. Đêm đó nến hồng trong phòng sáng suốt đêm, bên trong phát ra những âm thanh không thể nói. Rạng sáng, chiếc kiệu lại lặng lẽ rời đi. Cứ thế sau 2 tháng qua lại, Thẩm Tiêu tiến bộ rất nhiều, ánh mắt nàng ta đầy dịu dàng quyến rũ, mỗi cử chỉ đều làm hồn đàn ông say đắm, mặc bộ đồ lụa mỏng càng làm nổi bật làn da thịt trắng mịn, thực sự khiến người ta không thể rời mắt. 3 ngày sau là lễ thất tịch hàng năm, tối hôm đó dưới sự sắp xếp kỹ lưỡng của nàng, toàn bộ Đông Cung được trang trí bằng hoa đào. Thái Tử Phi mặc một bộ đồ lụa mỏng màu hồng, tay cầm cành đào múa lượn nhẹ nhàng trong ánh trăng như nước, nàng ta múa huyền chuyển thướt tha kèm theo những ánh sáng nhỏ lấp lánh, tựa như tiên nữ hoa đào hạ phàm. Lúc này nhìn Thẩm Tiêu ánh mắt lấp lánh, cả người quyến rũ, Thái Tử Tạ Huyền Ly lập tức làm thơ, thiên thu vô tuyệt sắc, duyệt mục thị giai nhân, khuynh quốc khuynh thành mạo, kinh vi thiên hạ nhân. Thấy không khí đang tốt, Hồng Ngũ mang một bình rượu hoa đào thơm ngát đến. Khi rót rượu, ánh mắt Thái Tử vô tình lướt qua khuôn mặt nàng, trong khoảnh khắc hắn hơi mất hồn. Cũng đúng, trong lòng ôm giai nhân mỹ miều, trước mặt nhìn hoa phù dung, thật sự là phúc lớn. May mắn là Thẩm Tiêu đang dựa vào lòng hắn, không chú ý đến hành động nhỏ của hắn. Chẳng bao lâu, Thẩm Tiêu đã say rượu, được Thái Tử ôm vào phòng ngủ. Gần đây Thái Tử bận rộn triều chính, khó khăn lắm mới về Đông Cung, vốn định tiểu biệt thắng tân hôn, định ân ái một chút, nhưng chỉ uống chút rượu, Thẩm Tiêu đã ngủ say như chết. Hồng Ngũ hưng nước nóng vào, vừa hay gặp Thái Tử. Lúc này dù nàng mặc đồ hạ nhân, nhưng so với Thái Tử Phi trang điểm đậm lại càng thanh khiết như hoa sen trong nước, thêm vào đó là thân hình yểu điệu của nàng, hơi thở của Thái Tử lập tức nặng nề. Thấy vậy nàng khẽ mỉm cười, không kiêu ngạo không nịnh nọt nói, điện hạ, rượu hoa đào này do nô tỳ tự tay ủ, nếu cứ lãng phí như vậy chẳng phải đáng tiếc sao? Nghe vậy hắn cúi người tới gần, ánh mắt nhìn nàng có chút nghiền ngẫm, sau đó vung tay đuổi hết hạ nhân, ý tứ sâu xa nói, đã là mỹ nhân tự tay ủ sao có thể lãng phí được, cùng cô đến thư phòng đi. Trong thư phòng, gió mát từ ngoài thổi vào, một cơn gió nhẹ thổi tung áo dài đen của hắn. Hôm nay hắn được triệu vào cung, người có mùi long diên hương nhẹ nhẹ. Trong thư phòng trống trải không một bóng người, Hồng Tú rót rượu cho hắn. Thấy hắn cách mình gần như vậy, Hồng Tú lập tức lóng ngóng tay chân, rượu hoa đào lập tức đổ ra ngoài, có vài giọt thậm chí còn rơi lên áo ngoài của hắn. Đôi mắt đào hoa đẹp đẽ của Tạ Huyền Ly nhìn nàng từ trên xuống dưới, đôi mắt sâu thẳm lóe sáng. Người đã rót rượu cho cô, lại hoảng hốt, sao vậy, cô là hổ ăn thịt người à? Nghe lời hắn nói, Hồng Tú phì cười, sau đó cầm khăn tay nhẹ nhàng lau sạch cho hắn, chạm vào lồng ngực rắn chắc ấm áp của hắn. Hồng Tú giả vờ đỏ mặt, bộ dạng phục tùng cúi đầu len lén nhìn hắn,
vừa lúc bắt gặp ánh mắt của hắn, thấy hắn thở hơi gấp, Hồng Ngú gạt bỏ hoảng hốt và sợ hãi, lộ ra vẻ tinh danh và ngây thơ. Điện hạ chẳng phải là hổ ăn thịt người gì hết, hơn nữa điện hạ cao quý như vậy, khắp thiên hạ nếu nói người đàn ông đỉnh thiên lập địa nhất thế gian, e rằng chỉ có một mình thái tử. Nô tỳ thấy thái tử như thấy chân long nên mới hoảng hốt không thôi, nhất thời rối loạn lên hết. Nhưng mà nhìn nàng như muốn nói lại thôi, hắn cười lớn sảng khoái, tung tay lên, cứ nói đi đừng ngại. Người ta nói nơi chân trời xa xôi có tận cùng, chỉ có tương tư là vô tận, người làm xáo trộn lòng nô tỳ chỉ sợ xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Nói xong, xung quanh yên tĩnh vô cùng, chỉ còn tiếng tim hắn đập thình thịch. Nhìn mặt nàng đỏ bừng tránh ánh mắt của hắn, hắn không kìm được nữa, đưa tay lên vuốt má nàng. Hồng Tú giả vờ sợ hãi cố gắng thoát ra, dây lưng lỏng lập tức rơi xuống. Nhìn thấy cảnh xuân trước mắt, hắn không thể chịu đựng được nữa, liền bế ngang nàng lên, đẩy đống giấy tuyên chỉ trên bàn ra, đặt nàng lên bàn. Dưới những tờ giấy trắng bay lượn như tuyết, trên bàn tràn đầy ý xuân rạt rào như lửa mùa hè đốt cháy băng giá. Ngày hôm sau nhìn như chẳng có gì thay đổi, chủ tử vẫn là chủ tử, nô tỳ vẫn là nô tỳ, bề ngoài thì mọi thứ như cũ, nhưng nàng biết lòng thái tử đã nứt ra một khe. Đêm đó khi hắn đang dần đến cao trào, Hồng Tú cố gắng ngăn cản, thậm chí không ngại lấy chết để ép buộc, hắn liền đề nghị phong nàng làm trắc phi để nàng thuận theo, nhưng nàng khéo léo từ chối. Nhìn vào đôi mắt khó hiểu của hắn, Hồng Tú vuốt ve cổ hắn, điện hạ, nếu ta trở thành trắc phi của người, chỉ sợ chẳng bao lâu sẽ phải âm dương cách biệt với người. Nếu không phải trắc phi của người, dù cũng sẽ chết đấy, nhưng có thể sống thêm được vài ngày, nhưng dù sao cũng là chết. Nô tỳ rất sợ, nghe lời nàng nói, hắn lại kinh ngạc đầu tiên, thoáng chốc hiểu nàng đang ngầm ám chỉ ai, như muốn trả thù, hắn hừ lạnh một tiếng, tiến lại gần, cô mới là thái tử, cô muốn người phụ nữ nào, đều do cô quyết định. Hồng Ngũ Kỳ yên tâm, cô tuyệt đối sẽ không để nàng chết. Nghe lời hắn nói, khóe miệng nàng nở một nụ cười, sau đó không từ chối nữa, là hoa khôi, biết cách khéo léo nhận ân, đương nhiên nàng rất thành thạo. Lần đầu tiên hắn mới hiểu, ăn sạch đến tận xương tủy mới biết liếm nó cũng ngon. Là có ý gì, hắn cảm nhận được, con ong, không nên chỉ dừng lại ở một bông hoa. Thẩm Tiêu, cuộc chiến này, ngươi chắc chắn sẽ thất bại. Sau đó, thái tử vuốt ve má nàng, ánh mắt đầy lưu luyến, thì ra sự hòa hợp thật sự, chính là cảm giác này. Cô thực sự không muốn dừng lại, dưới sự thuyết phục của nàng, hắn vẫn coi nàng là nô tỳ, chỉ là trong thư phòng, phòng trà, sau núi giả, thậm chí là bên hồ sen dưới đêm đen gió lớn, đều lưu lại những ký ức không thể nói của nàng và hắn. Thời gian dần qua, hắn càng ngày càng lệ thuộc vào sự dịu dàng của nàng, từ trong ra ngoài, còn đối với Thẩm Tiêu có tính tình cứng rắn, càng ngày càng không có kiên nhẫn. Dù Thẩm Tiêu vì hắn khổ luyện chuyện ân ái bao lâu, nhưng ăn uống no đủ rồi, cần gì phải vất vả thêm nữa. Hơn nữa đã có Minh Châu trước mắt, thì nàng ta bắt trước bừa, cũng chỉ nhận được một câu của thái tử, mệt rồi. Chẳng bao lâu mâu thuẫn giữa nàng ta và thái tử ngày càng nhiều, ban đầu là cãi vã, sau đó là tranh cãi, cuối cùng thái tử đập vỡ đồ sứ đầy đất, phất tay áo bỏ đi. Nhìn nàng ta nằm khóc trên giường, trong mắt nàng lóe lên chút chế giễu, nhưng ngay sau đó Hồng Tú giả vờ quan tâm, nhẹ nhàng an ủi, thái tử phi, gần đây thái tử bận rộn triều chính, nghe nói Tây Bắc lại có chiến sự, chắc là đang lo lắng việc nước. Thái tử phi ngàn vạn lần đừng vì một lúc không vui mà sinh ra hiềm khích với thái tử. Thái tử phi đừng quên, hoàng hậu bên kia vẫn luôn dòm ngó đó, nếu lúc này đưa vài trắc phi cho thái tử thì làm sao đây. Nghe lời nàng nói, nàng ta mới ngừng khóc, mở to mắt gật đầu, nói cũng có lý, bản cung ngàn vạn lần không thể làm hỏng việc lớn, bà già hoàng hậu đó thật là xấu xa. Hồng Tú liên tục gật đầu, lại thêm một mồi lửa, đúng vậy, bây giờ sinh được hoàng tử mới là chuyện chính, ngày mai cô nương sẽ đến lần cuối, thái tử phi nhất định phải nắm lấy cơ hội. Chiều hôm sau, một chiếc kiệu nhỏ thần không biết quỷ không hay lặng lẽ vào đông cung. Lúc đó một tiểu hạ nhân cưỡi ngựa vội vàng đến quán rượu trong kinh tìm thái tử, hôm nay là lệ thường của hắn và bạn thưởng thơ. Nghe lời tiểu đồng nói, thái tử như kiến bò trên chảo nóng, lập tức ngạc nhiên, cái gì, thái tử phi muốn tự sát? Đúng vậy đó thái tử, người mau đi xem đi, e là muộn rồi, thái tử phi sẽ. Nghe thái tử phi có chuyện, hắn lập tức phi ngựa đến đông cung. Vừa vào đông cung, thấy nàng lo lắng đứng ở ngoài điện, thấy thái tử, Hồng Ngũ lập tức vui mừng, sau đó bảo hắn mau đi cứu thái tử phi. Sau khi thái tử phi dùng bữa tối xong, lập tức đến nam viện, nơi đó vừa xa vừa hẻo lánh, tối tăm mù mịt. Nô tỳ muốn theo, nhưng thái tử phi không cho. Không những vậy, nàng ta còn đuổi hết hạ nhân ở nam viện đi, nói rằng nếu không nghe lệnh sẽ giết họ. Có người nói, sắc mặt của thái tử phi rất lo lắng, sợ là muốn tự vẫn. Nghe lời nàng nói, thái tử lập tức cùng vài hạ nhân nhanh chóng đến nam viện, thấy bên trong có ánh nến mờ ảo, thái tử liền đá cửa xông vào. Nhưng khi hắn giơ đèn trong tay lên kiểm tra xem thái tử phi có an toàn không, thì đập vào mắt hắn lại là cảnh nàng ta và một nữ tử áo quần xộc xệch.